Mến chào tay Ngộ quý ông bà cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự hoa kỳ do Emily và cộng sự thực hiện kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và cộng sự. Và sau chương trình xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng hóa in hình Tổng thống Trump bán chạy sau vụ ám sát Jack Smith xấu hổ bỏ chạy sau khi thẩm phán Cannon bác bỏ vụ án tài liệu mật Lo ngại tân Tổng thống Panama sẽ chặn tuyến đường chính đến Hoa Kỳ, người di cư tràn vào rừng Darien Gap. Và sau đây là phần thông tin chi tiết kính thưa quý vị, các cửa hàng lưu niệm tại thị trấn Roshtaver ở tiểu bang Pennsylvania ghi nhận một sự bùng nổ về doanh số bán hàng có in hình cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau vụ ám sát chính trị gia này trong cuộc vận động tranh cử ở bang ngày 13 tháng 7. Thị trấn Roshtaver nằm không quá xa so với địa điểm tổ chức cuộc diễn thuyết của cựu tổng thống. Tại các cửa hàng lưu niệm nằm trong thị trấn, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn cho mình cờ mũ, áo phông, móc chìa khóa, khuy hiệu in hình ứng cử viên tranh cử của đảng Cộng Hòa. Đối với sự kiện nóng như này, các nhà sản xuất ở Trung Quốc không nằm ngoài cuộc chơi, thưa quý vị. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, chỉ 2 tiếng sau khi ông Donald Trump thoát chết sau vụ nổ súng vượt qua tay phải, những lô áo đầu tiên in hình cựu tổng thống mặt còn dính máu, giờ nắm đấm trong khi các mật vụ vây quanh bảo vệ ông đã xuất xưởng. Dữ liệu từ DHG, một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc tập trung vào thị trường Mỹ, cho thấy kể từ tháng 1, khối lượng giao dịch hàng hóa liên quan đến bầu cử đã tăng hơn 40% mỗi tháng, với tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng trong tháng 3 vượt quá 110%. Hãng truyền thông Isai hồi tháng 5 đưa tin, Tổng giá trị giao dịch hàng hóa lưu niệm bầu cử Mỹ trong quý đầu tiên đã tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái, Đối với các nhà sản xuất, việc sản xuất số lượng lớn áo phông và hàng hóa lưu niệm không chỉ phụ thuộc vào triển vọng chiến thắng của ông Trump, mà còn xuất phát từ lo ngại thuế gia tăng. Jack Smith xấu hổ bỏ chạy sau khi thẩm phán Cannon bác bỏ vụ án tài liệu mật. Quý vị thân mến, thẩm phán Alan Cannon đã bác bỏ vụ án liên quan đến tài liệu mật gây nhiều chú ý, với lý do bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Jack Smith là bất hợp pháp. Quyết định này là đòn giáng mạnh vào chế độ Biden và Bộ Tư pháp, làm dấy lên nghi vấn về tính toàn vẹn của toàn bộ cuộc điều tra. Tổng trưởng lý Garland đã vi phạm hiến pháp khi bổ nhiệm Judge Smith thực hiện cuộc đàn áp có động cơ chính trị này đối với Tổng thống Trump. Quyết định này có hiệu lực chấm dứt cuộc truy tố do công tố viên đặc biệt Judge Smith chỉ đạo, được Tổng trưởng lý Morris Garland bổ nhiệm. Trong phán quyết của mình, thẩm phán Cannon đã bác bỏ toàn bộ vụ án viết rằng, thư ký được chỉ đạo đóng vụ án này. Sau khi nghiên cứu cẩn thận những thách thức cơ bản nêu ra trong đề nghị, tòa án tin rằng việc công tố viên Jeff Smith truy tố vụ kiện này vi phạm hai nền tảng cấu trúc của chương trình hiến pháp của chúng ta. Vai trò của Quốc hội trong việc bổ nhiệm các viên chức theo hiến pháp và vai trò của Quốc hội trong việc cho phép chi tiêu theo luật. Tổng thống Donald Trump đã phản ứng với quyết định của Cannon, nói rằng khi chúng ta tiến lên thống nhất đất nước sau các sự kiện kinh hoàng vào thứ Bảy, việc bác bỏ bản cáo trạng vô luật pháp ở Florida chỉ nên là bước đầu tiên. Tiếp theo là việc bác bỏ tất cả các cuộc săn phụ thủy cho lưu biệp ngày 6 tháng 1 tại Washington, DC Vụ án zombie của DA Manhattan cho lừa đảo tổng trưởng lý New York, những tuyên bố giả mạo về một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp, một bức ảnh cũ hàng thập kỷ đứng cùng hàng với chồng khi đó của cô ấy không được tính và các cáo buộc cuộc gọi điện thoại hoàn hảo ở Georgia. Bộ Tư pháp Dân chủ đã phối hợp tất cả các cuộc tấn công chính trị này. Đây là một âm mưu can thiệp bầu cử chống lại đối thủ chính trị của Joe Biden. Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt mọi hành vi vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Sau khi phán quyết được đưa ra, Judge Smith tỏ ra thất vọng và vội vã bỏ chạy khỏi tòa ngay lập tức. Một phóng viên ABC nói với Judge Smith Luật sư đặc biệt, ông có định sớm đưa ra tuyên bố với chúng tôi không? Chúng tôi có thể mong đợi được nghe ông trình bày về vụ án tài liệu hôm nay không, thưa ông? Quý vị nghĩ Judge Smith sẽ làm gì tiếp theo? Có khả năng ông ta sẽ kháng cáo quyết định của thẩm phán Cannon hoặc nộp lại hồ sơ vụ án theo luật sư Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo The New York Times, ngay cả khi kháng cáo thành công, vụ án vẫn có thể không bao giờ được đưa ra trước bồi thẩm đoàn như nhận định của nhiều chuyên gia pháp lý ngay từ ban đầu. Vụ án này sẽ không được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Phần lớn là do tốc độ xử lý không được nhanh chóng của thẩm phán Cannon. Lo ngại tân tổng thống Panama sẽ chặn tuyến đường chính đến Hoa Kỳ, người di cư tràn ngập vào rừng Darien Gap. Kính thưa quý vị, vào tuần trước, hàng ngàn người di cư đã tràn vào Panama qua khu rừng nguy hiểm Darien Gap, vì nhiều người lo ngại tuyến đường này sẽ bị đóng cửa, từ đó làm tiêu tan hy vọng đến được Hoa Kỳ của mình. Dòng người di cư này có ý định vượt biên giới trái phép tới Tây Nam Hoa Kỳ vì tân Tổng thống Panama, ông Raul Molino, đã thực hiện các bước để ngăn chặn dòng người đi qua Darien Gap. Hôm ngày 1 tháng 7 cũng là ngày mà ông Molino nhậm chức. Ông đã thiết lập một thỏa thuận với Hoa Kỳ để chi trả cho các chuyến bay hồi hương những người di cư trên đường đến Hoa Kỳ đã đi vào Panama. Những người di cư đã thể hiện sự tuyệt vọng và đôi khi là thất vọng trước ý nghĩ Panama sẽ đóng lại lối đi nguy hiểm từ Colombia này. Vào hồi tháng 2, The Epoch Times đã đến thăm bốn trại di cư ở Panama tại đây. Những người di cư vừa mới rời khỏi Darien Gap đã mô tả các băng đảng vô luật pháp. Các thành viên băng đảng đã cướp bóc, cưỡng gian và sát hại dọc theo tuyến đường này. Vào tuần trước, vài người di cư được phỏng vấn tại chỗ cho biết, Panama nên bắt đầu thu nhận những người di cư bay vào nước này hoặc tạo một con đường khác để tạo thuận tiện cho hành trình đến Hoa Kỳ của mình. Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày, ít nhất 1.000 người di cư đã tới các trại này. Lượng người giảm xuống khoảng một nửa so với hôm ngày 5 tháng 7, khi Stena Front, lực lượng tuần tra biên giới quốc gia của Panama, bắt đầu chặn các lối đi trong rừng bằng dây concertina, còn được gọi là dây thép gai. Các đoạn video được đăng trên mạng xã hội nói về việc khu rừng Darien Gap bị chặn, làm dấy lên hàng loạt các câu hỏi và yêu cầu trợ giúp bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhiều người dùng đã đăng lời thỉnh cầu hãy giúp hướng dẫn họ đi qua Darien Gap hoặc vào Mexico. Một số người bày tỏ hoài nghi về việc lối đi ở phía Bắc đang bị đóng lại, trong khi những người khác chỉ trích tin tức này. Trong số những người di cư thoát khỏi Darien Gap trong khoảng thời gian 4 ngày hồi tuần trước, ít nhất là có 700 người là công dân của Trung Quốc đã tìm đường vào trại Kenan Membrillo ở Panama những người Trung Quốc di cư có nhiều tiền của hơn thì sử dụng tuyến đường Carito để đến canaan Membrillo. Tuyến đường Carito được các tổ chức buôn lậu sử dụng để đưa người di cư vào lãnh thổ Panama bằng đường biển, sau đó cập bến và đi bộ theo một con đường rừng ngắn hơn. Một vài người di cư cho biết họ đang trên hành trình đến nước Mỹ vì họ lo ngại nhiệm kỳ của chú Biden sắp kết thúc. Một người Trung Quốc di cư nói: "Ông ấy sắp mãn nhiệm, vậy nên tôi đang đến" Hai người Trung Quốc di cư nói trước camera nhưng không muốn tiết lộ danh tính, đã chửi rủa lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai người này cho biết họ muốn đến Hoa Kỳ vì quyền tự do mà công dân nước này được hưởng. Nói rằng, ở Trung Quốc không có nhân quyền. Thưa quý vị, một số người di cư cho biết thân nhân đã nói với họ rằng họ có thể bầu cử ở Hoa Kỳ. Nhiều người cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Biden nếu được trao cơ hội này. Họ còn cho biết một số công dân Trung Quốc vượt biên để vào Hoa Kỳ là gián điệp của Bắc Kinh. Ông Joe Biden là một người rất tốt, ông ấy giúp đỡ người nhập cư bất hợp pháp rất nhiều, anh Monis cho biết. Panama bắt đầu đặt dây thép gai bên trong khu rừng để chặn đứng một số tuyến đường mà những kẻ đưa lậu người sử dụng. Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas đã tham dự để nhậm chức của ông Molino. Ông Mayorkas cũng đã ký một biên bản ghi nhớ để tài trợ cho Panama các chuyến bay hồi hương đưa những người di cư bất hợp pháp ra khỏi nước này. Trong một tuyên bố về thỏa thuận này, ông Mayorkas nói rằng, vì Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ biên giới của mình và loại bỏ những cá nhân không có cơ sở pháp lý ở lại, nên chúng tôi thấy biết ơn về sự hợp tác của chúng ta với Panama để kiềm chế các mức di cư lịch sử trên khắp Tây Bán Cầu. Theo một tuyên bố từ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia F. Brian Watson, Thỏa thuận này được thiết lập để cùng giảm số lượng người di cư bị đưa lậu một cách tàn nhẫn qua Darien, thường là trên đường đến Hoa Kỳ. Việc đưa những người di cư trở về quê hương sẽ giúp ngăn chặn tình trạng di cư bất thường trong khu vực và ở biên giới phía nam của chúng ta, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các mạng lưới buôn lậu hiểm ác nhắm vào những người di cư yếu thế, bà cho biết. Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp cho Panama thiết bị, phương tiện vận chuyển và dịch vụ tiếp vận để gửi những người di cư bất hợp pháp vào Panama trở về đất nước của mình. Trong những năm gần đây, Panama đã báo cáo các con số kỷ lục về các vụ vượt biên dọc theo con đường rừng Darien. Chỉ riêng năm 2023 đã có hơn 520.000 vụ những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv post time